Xin chào tất cả các bạn nha. Vào ngày 20 tháng 6 mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận 8 token fan này bằng mạng BBC Smart Chain. Thì bạn nào có làm dán thì bạn làm theo mình để điện form để token phân phối nha các bạn. Thì để phân phối được token thì các bạn cần copy một cái link tạo tài khoản của mình này các bạn. Các bạn dán vào Google nha các bạn. Hoặc là các bạn lấy con link mô tả của mình nó chuyển các bạn về Google. Các bạn đăng ký một cái tài khoản trên app Fan Set nha các bạn. Thì đây là một cái trang, một cái ví thể thao thôi các bạn. Rồi dòng đầu tiên và địa chỉ email của các bạn vào các bạn. Rồi dòng thứ hai các bạn điền password cho xác nhận password các bạn. Sau đó các bạn chấp nhận điều khoản các bạn bấm vào sign up các bạn. Rồi sau đó nó có một cái email nó gửi về cho các bạn, về email các bạn, mở email của các bạn lên các bạn. Dự án này khá là ngon đó các bạn. Rồi các bạn fanset nó có gửi về cho một email của bạn. Các bạn copy cái mã này các bạn sao chép đây nè. Sau đó các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi các bạn bấm submit các bạn. Ok, sau đó các bạn login vào các bạn. Lưu mật khẩu, các bạn login vào nè. Sau khi login vào xong thì các bạn click phần link thứ hai của mình, các bạn mở link form nha các bạn. Cái link form này nè. Rồi, thì trước kia các bạn đã khai báo trên con bot nào thì các bạn kiểm tra và mình đã checkbox con bot nào thì các bạn kiểm tra các bạn. Rồi trước kia mình đã khai báo trên username tại Twitter nè. Phan các bạn, đây mình coi tại Twitter nè các bạn. Rồi các bạn chỉ điền là username tại Twitter trước kia bạn đã khai báo trên bot các bạn. VN nè, tháng 9 nè các bạn. Sau đó là các bạn điền là username Telegram các bạn đã checkbox nè. Thì các bạn nhập vào setting nè. Tất cả các bạn có thể coi trên con bot nha các bạn. Ok, chứ kia nó không có kêu mình khai báo mình trên con bot này. Rồi các bạn vào setting nè. Các bạn copy username mình nè các bạn. Cộng ở 5 số 2. Các bạn dán vào đây nha các bạn. 2, 3, 4, 5. Rồi các bạn điền là email các bạn đã đăng ký một cái trang web nè các bạn. Rồi cái ID ghép code này thì các bạn trở về một cái trang hồi nãy này. Rồi các bạn nhấp vào ba gạch cùng các bạn bấm vào một invite pin nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào miget link nè. Sorry các bạn bấm vào một invite này. Rồi các bạn copy cái mã code này nè các bạn, mã code này nha các bạn. Rồi sau đó các bạn trở về link form nè các bạn. Mình nhắn vào đây nha các bạn. Sau đó cái địa chỉ này là cái địa chỉ quan trọng để các bạn phân phối nè các bạn. Thì các bạn mở cái app này ra nghe tất các bạn. Rồi ta. Thì các bạn nhấp vào bao anh cùng, các bạn nhấp vào một account nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một add account nè. Các bạn điền mật khẩu vào, các bạn commit nha các bạn. Tạo giấy. Sau khi bạn bấm mật khẩu vào xong thì nó có 12 chữ cụm từ bảo mật các bạn. Luôn 12 chữ cụm từ bảo mật các bạn. Rồi sau đó các bạn điền vào đây nè. Rồi các bạn dịch ra nó kêu bạn nhập từ thứ hai, từ đầu tiên và từ thứ 10 và từ thứ 9 thì các bạn nhập 4 cái từ mà trên 12 cụm từ khôi phục các bạn hồi nãy các bạn đã chụp màn hình đó nha các bạn. Rồi sau khi các bạn nhập xác nhận cụm từ xong xuôi bấm thẩm tra nha các bạn. Cụm từ chưa được xác minh. Rồi bấm verify. Sao ta mình đã lộn các bạn ơi. Rồi bấm verify nè. Sao ta lộn. Từ web này là cụm từ thứ 12 của các bạn. Các bạn dán cụm từ thứ 12 các bạn, bấm kiểm tra nè. Được á. Verify nè. Ok được rồi. Chữ đó là cụm từ thứ 12 nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào một phần fan các bạn. Sau đó nó kêu các bạn gửi địa chỉ fan chỗ này các bạn. Nhấp vào account. Bấm fan các bạn đem ra activity. Rồi các bạn nhấp vào account, các bạn nhấp vào deposit activity nữa các bạn. Được không phải bấm bắt được rồi. Rồi các bạn bấm vào mũi tên là deposit nè. Deposit là gỡ giao chứ. Các bạn bấm vào một deposit nè các bạn. Rồi các bạn copy cái địa chỉ này nè các bạn. Mình bắt được là mình làm lại nha các bạn. Các bạn bấm vào một add nè. Rồi các bạn copy địa chỉ này nè. Rồi các bạn gỡ vào cái link form này nè các bạn. Gỡ vào cái link form này nè các bạn.
Rồi sau đó các bạn kiểm tra lại một lần nữa có chính xác thông tin hết trơn, đầy đủ hết thì các bạn không gửi các bạn. Sau này tôi cần nó sẽ trả về sàn Fanpage này nè. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn rút tôi cần Fanpage đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.